mẹ, khám thai là một trong những việc mẹ bầu nên làm trong suốt thời gian thai kỳ. Đặc biệt là những mẹ mới sinh lần đầu, khám thai sẽ giúp mẹ chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và em bé. Vậy mẹ nên lưu ý các mốc khám thai quan trọng nào? Mục đích của các buổi khám thai đó là gì? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Tầm quan trọng của việc khám thai định kỳ. Khám thai định kỳ có vai trò hết sức quan trọng trong thời gian mang thai. Bởi thông qua việc khám thai thường xuyên, bác sĩ sẽ biết được tình trạng sức khỏe của mẹ và thai nhi, từ đó giúp hạn chế những nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình mang thai. Mẹ cũng sẽ nắm rõ tình hình phát triển của thai nhi thông qua các buổi thăm khám định kỳ này. Ngoài ra, mẹ còn được bác sĩ tư vấn về chế độ dinh dưỡng hay những điều cần tránh khi mang thai để có một thai kỳ khỏe mạnh hơn. Quan trọng hơn nữa, các mẹ cần chú ý, một vài xét nghiệm chỉ cho kết quả chính xác trong các mốc thời gian nhất định trong thai kỳ. Sau lần thăm khám đầu tiên, bác sĩ sẽ cho mẹ lịch khám thai cụ thể của những lần tiếp theo, tùy vào tình hình sức khỏe của mẹ. Thông thường, mẹ sẽ được yêu cầu đi khám mỗi tháng một lần trong vòng 6 tháng đầu mang thai. Bước qua tam giác nguyệt cuối, mẹ sẽ phải đi thăm khám thai thường xuyên hơn. Không chỉ riêng các mẹ sinh lần đầu mà các mẹ sinh lần thứ 2, thứ 3 cũng đừng chủ quan. Mẹ hãy nhớ các mốc khám thai định kỳ quan trọng sau đây nhé. Các mốc khám thai định kỳ quan trọng mẹ không thể bỏ qua. Khám thai định kỳ trong tam giác nguyệt thứ nhất, lần khám thai đầu tiên. Việc khám thai lần đầu tiên thường diễn ra khi mẹ có thai khoảng 5 đến 8 tuần. Trong lần khám thai đầu tiên này, thông thường bác sĩ sẽ thực hiện các kiểm tra và xét nghiệm như sau. Kiểm tra cân nặng, chiều cao để tính chỉ số BMI của cơ thể mẹ, nhằm đánh giá xem mẹ có bị thừa cân, béo phì hay không. Đo huyết áp để xác định tình trạng huyết áp và nguy cơ bị tiền sản giật. Thử nước tiểu để kiểm tra nồng độ hormone thai kỳ HCG để biết chắc chắn là bạn mang thai, phôi thai đang phát triển việc bình thường. Siêu âm 2D để kiểm tra vị trí phôi thai và tuổi thai, nhằm kịp thời phát hiện các bất thường như thai ngoài tử cung. Xét nghiệm máu để kiểm tra nhóm máu và các bệnh lý như viêm gan B, sởi. Đính tuổi thai và ngày dự sinh của em bé dựa vào ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối. Để buổi khám thai đạt kết quả tốt nhất trong lần khám thai này, mẹ hãy cung cấp cho bác sĩ biết các thông tin liên quan đến thai kỳ, như thông tin về chu kỳ kinh nguyệt của bạn đều hay thất thường, tiền sử về tình trạng sảy thai, sinh non, nhiễm trùng thai nếu có, các bệnh lý mẹ đang mắc phải, mẹ có đang dùng loại thuốc gì không. Lần khám thai thứ hai khi bạn mang thai khoảng 8 tuần. Nếu lần khám thai đầu tiên mẹ đi khám ngay sau khi mới phát hiện mình bị trễ kinh, lúc này có thể bác sĩ chưa kiểm tra được tim thai hoặc phôi thai, thì mẹ sẽ được hẹn khám thai lần thứ hai khi thai nhi khoảng 8 tuần. Lần khám thai thứ ba, tuần thai thứ 12 đến 14. Mục đích của lần khám thai này là theo dõi sự phát triển của thai kỳ, kiểm tra tình trạng tim thai, giúp mẹ phát hiện những hội chứng bất thường hay gặp ở cấp độ nhiễm sắc thể như hội chứng đau, dị tật ống thần kinh. Đây cũng là lần thăm khám cho ra kết quả ngày dự sinh chuẩn xác nhất. Ngoài các thăm khám thường quy như kiểm tra cân nặng, đo huyết áp, siêu âm, thông thường bác sĩ sẽ chỉ định mẹ làm các xét nghiệm quan trọng như sau. Xét nghiệm thalassemia để biết liệu thai nhi có nguy cơ bị bệnh thiếu máu di truyền, hồng cầu bị vỡ sớm dẫn đến thiếu oxy hay không. Trong thời gian thai được khoảng 12 tuần tuổi, tùy vào vị trí của thai nhi trong tử cung, cân nặng của mẹ bầu, bác sĩ sẽ tiến hành đo nhịp tim của em bé bằng thiết bị cầm tay Doppler. Đây có thể là lần đầu tiên mẹ có thể nghe được nhịp đập của bé yêu. Xét nghiệm double test và siêu âm kiểm tra dị dạng chi, thoát vị cơ hoành. Siêu âm đo độ mờ da gáy nhằm đánh giá thai nhi có nguy cơ bị đau hay không. Siêu âm 2D để xác định tuổi thai. Tùy theo kết quả xét nghiệm, bác sĩ sẽ có những sự tư vấn phù hợp cho mẹ. Đặc biệt là với siêu âm đo độ mờ da gáy, đây cũng là lần khám thai hết sức quan trọng nên mẹ nhớ đi khám đúng lịch nhé. Khám thai định kỳ trong tam giác nguyệt thứ 2. Thông thường trong tam giác nguyệt thứ 2, mỗi tháng mẹ sẽ phải đi khám một lần theo lịch hẹn của bác sĩ. Song nếu tình trạng sức khỏe của mẹ hoặc thai kỳ có vấn đề, khoảng cách thời gian giữa các lần thăm khám thai sẽ ngắn hơn. Lần khám thai thứ 4, tuần thai thứ 16 đến 18. Ở lần khám này, bác sĩ sẽ tiếp tục kiểm tra để phát hiện những hội chứng bất thường hay gặp ở cấp độ nhiễm sắc thể như hội chứng đau, dị tật ống thần kinh. Thông thường bác sĩ sẽ chỉ định cho mẹ tiến hành kiểm tra xét nghiệm như sau: đo huyết áp, cân nặng, khám thai, kiểm tra nhịp đập của tim thai, thử nước tiểu để kiểm tra lượng đường, nồng độ protein, từ đó giúp mẹ kiểm soát dấu hiệu của đái tháo đường thai kỳ và nguy cơ tiền sản giật. Siêu âm 2D để theo dõi sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi. Thử máu, có thể bác sĩ sẽ chỉ định bạn thử máu để kiểm tra ba hormone estrogen, BHCG và alpha fetoprotein tự do. Các mức hormone này cung cấp thông tin về nguy cơ thai nhi mắc hội chứng đau hoặc khuyết tật ống thần kinh như nứt cuộc sống. Xét nghiệm triple test để phát hiện các hội chứng đau, rối loạn về gen hoặc khuyết tật ống thần kinh trong trường hợp mẹ chưa làm xét nghiệm double test. Chọc ối, nếu các xét nghiệm trước cho biết thai nhi của bạn có nguy cơ mắc dị tật bẩm sinh, bác sĩ sẽ đề nghị bạn làm xét nghiệm chọc ối để kiểm tra. Lần khám thai thứ 5, tuần thai thứ 22.
Mục đích của lần khám thai này là giúp mẹ đánh giá sự phát triển của thai nhi, phát hiện những dị tật như sứt môi, hở hàm ếch, dị dạng cơ quan nội tạng, đồng thời tiếp tục kiểm tra về tình trạng sức khỏe của mẹ. Lần khám thai này sẽ cho mẹ biết thai nhi có bị dị tật hay không, từ đó bác sĩ sẽ đưa ra sự tư vấn phù hợp, do đó mẹ không nên bỏ qua cột mốc khám thai này nhé. Ngoài các kiểm tra thường kỳ như cân nặng, huyết áp, mẹ sẽ được tiến hành các xét nghiệm siêu âm như sau. Siêu âm 4D để kiểm tra hình thái thai nhi, kiểm soát các bất thường như tim, chân tay, bụng, xương, não, cột sống, thận và kiểm tra vị trí bám của nhau thai, lượng nước ối. Xét nghiệm máu, thử nước tiểu để kiểm tra sức khỏe của mẹ và thai nhi. Lần khám thai thứ 6, tuần thai thứ 24 đến 28. Lần khám thai này nhằm tiếp tục phát hiện những dấu hiệu bất thường của mẹ ảnh hưởng đến thai nhi, điển hình là tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật, nhiễm độc thai nghén. Xét nghiệm quan trọng nhất được thực hiện đó là biện pháp dung lọc đường huyết để xác định mẹ có bị tiểu đường thai kỳ hay không, từ đó kịp thời can thiệp bằng chế độ ăn và tập luyện vận động hoặc hỗ trợ thêm bằng insulin. Ngoài ra, bác sĩ sẽ tiếp tục kiểm tra cân nặng, huyết áp, thử nước tiểu của mẹ, thực hiện siêu âm để quan sát sự phát triển của thai và lượng nước ối, đo khoảng cách từ đỉnh tử cung xuống xương mu để theo dõi sự phát triển của thai nhi, kiểm tra tiên thai. Thông thường ở tuần thai 26, mẹ sẽ được hướng dẫn tiêm phòng uốn ván lần 1. Khám thai định kỳ trong tam cá nguyệt thứ 3, từ tuần 28 cho đến khi sinh. Trong khoảng thời gian từ tuần 28 đến 36 của thai kỳ, mẹ sẽ đi khám thai định kỳ 4 tuần một lần. Kể từ sau tuần 36, mẹ sẽ đi khám mỗi tuần cho đến khi sinh. Hãy cho bác sĩ biết bất cứ vấn đề về sức khỏe nào mà mẹ gặp như cảm giác mệt mỏi, co thắt, sưng, đau đầu hay phù nề hoặc có dấu hiệu xuất huyết tử cung. Trong giai đoạn này, mẹ sẽ được tiêm phòng uốn ván lần 2 sau 30 ngày kể từ mũi tiêm thứ nhất. Lần khám thai thứ 7, tuần thai thứ 32. Đây cũng là cột mốc khám thai vô cùng quan trọng mẹ không nên bỏ qua. Mục đích của lần khám thai này là để đánh giá sự phát triển của thai nhi và phát hiện các dị tật muộn mà những lần siêu âm trước chưa thấy như dị tật tim. Ở tuần thai thứ 32, bác sĩ sẽ thực hiện siêu âm hình thái để kiểm tra toàn diện sự phát triển của thai nhi, đánh giá mức độ tăng trưởng so với mức chuẩn. Lần khám thai thứ 8, tuần thai thứ 36. Với lần khám thai này, bác sĩ sẽ tiếp tục giúp mẹ đánh giá sự phát triển của thai nhi, theo dõi tình trạng nước ối, xác định vị trí bánh rau và xác định ngôi thai, đồng thời kiểm tra cân nặng của thai nhi để có sự tư vấn dinh dưỡng phù hợp cho mẹ. Trong lần khám thai này, bác sĩ sẽ thực hiện siêu âm để xác định ngôi thai. Nếu ngôi thai là ngôi mông, bác sĩ có thể sẽ hướng dẫn bạn xoay ngôi thai theo cách tự nhiên, đồng thời sẽ tiến hành kiểm tra cổ tử cung để xem mẹ có dấu hiệu sắp sinh hay chưa. Ngoài ra, bác sĩ sẽ tiếp tục thực hiện các xét nghiệm máu, nước tiểu để đánh giá tình hình sức khỏe của cả mẹ và bé. Lần khám thai thứ 9 đến lần khám thai thứ 14, từ tuần thai thứ 37 đến khi sinh. Thông thường, khi mang thai đến giai đoạn này, bạn sẽ phải đi khám thai mỗi tuần một lần. Ở mỗi lần khám, bác sĩ sẽ tiến hành các thăm khám thường quy, kiểm tra cổ tử cung kết hợp với siêu âm để theo dõi thai kỳ của bạn. Đó là sự phát triển của thai nhi, tình trạng nước ối, ngôi thai, theo dõi các cơn co tử cung để tư vấn dấu hiệu chuyển dạ. Ngoài ra, mẹ có thể được đề nghị làm các xét nghiệm khung chậu để đánh giá xem bạn có khả năng sinh thường hay không. Nếu trong tuần thứ 40 đến 42, mẹ chưa có dấu hiệu chuyển dạ, bác sĩ sẽ thăm khám kết hợp với siêu âm kiểm tra nước ối và tình trạng của thai nhi. Việc này nhằm giúp bác sĩ cân nhắc liệu có nên can thiệp để mẹ sinh mổ hay không. Mẹ lưu ý lịch khám thai có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của mẹ. Nếu mẹ gặp các dấu hiệu bất thường như đau bụng, da máu, da huyết âm đạo, thai máy ít thì mẹ nên đến bác sĩ để được thăm khám kịp thời. Nếu có một lý do bất khả kháng mà mẹ không thể đi khám thai đúng lịch thì vẫn có thể xê dịch lịch khám 1 đến 2 tuần. Kết quả lúc này vẫn đảm bảo tương đối chính xác. Tuy nhiên, một số cột mốc quan trọng như tuần 12, tuần 22, tuần 32, mẹ nên đi khám đúng lịch vì qua thời gian này một số xét nghiệm sẽ không có giá trị nữa. Trên đây là các mốc khám thai quan trọng, dù có bận rộn thì các mẹ bầu cũng nên chủ động sắp xếp đi khám thai đúng lịch để đảm bảo cho cả mẹ và bé có một thai kỳ khỏe mạnh. Chúc các mẹ sớm sinh em bé, mẹ tròn con vuông và hãy theo dõi các video liên quan của Mẹ Việt để biết cách chăm sóc bản thân sau sinh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở các video tiếp theo.